quay phim. Trẻ bự. Rau gì vậy mẹ? Rau này là rau húng cây. Ủa húng cây phải rau thơm à? Thơm đó. À rau húng cây là rau thơm. Kia là rau muống, đằng sau lưng là rau muống. Không là rau muống rồi đi. Già đâu sao đâu. À, đây đỡ nắng nè. Cái gì mà hả? Đây là hành trồng tại nhà, nó ra mà ăn không sể. Cà chua một cây, hai cây.